Tôi ôm nút bạc này. Đấy, các em nhìn thấy không? Bạn xu của chúng ta rất là hân hoan các em ạ. Nhận được một phát là chạy sang nhà chị ngay. Rồi chạy à, tức tốc sang nhà chị. Ôi trời ơi, chị cũng vui lắm. Thực sự rất là cảm vui và cảm ơn tất cả các em. Nhờ các em luôn luôn yêu quý và ủng hộ bọn chị. Và các em cũng sẽ luôn như thế với kênh của bọn chị nhé. Để bọn chị sẽ sớm có được cái nút vàng nữa. Các bạn là cả của chút đánh nhau mình nữa đó. Chúng mình đi tiếp thôi. Ôi nhà chị hôm nay hoa lạ được nhiều lắm. Có cái gì vậy? Quà YouTube tặng cho mình đây. Quà của YouTube á? Còn đóng nguyên này em vừa mang về à? Đây. Trời ơi. Bây giờ có cái gì ở trong không nhỉ? Có nút bạc ấy. Nút bạc mang về rồi á? Đúng rồi. Chị em mình mở đi, vô đi. Còn nguyên luôn. Chị em kéo. Thôi để chị cắt cho. Không may nó cắt vào tay thì chết. Trời ơi, sao nó còn nguyên thế này à? Thế là gửi về nhà em đúng không? Vâng ạ. Ôi. Bố em mang ra cho em ấy. Gì à? Thế là chạy ngay cho nhà chị luôn à? Vâng ạ. Vừa nhận được xong? Vâng. Ôi giời, nhiều quá à. Trời ơi, bao nhiêu à, công của chị em mình á. Nhưng mà không chỉ có công của chị em mình đâu đúng không? Và công của anh Quay nữa. Công lớn nhất là của các bạn ấy đúng không? Và cả anh Quay. Đúng rồi, các bạn đã xem này, ủng hộ chúng ta này. Nên là chúng ta mới được như ngày hôm nay đấy. Em ơi, chị à với bạn Sushi đã nhận được nút bạc rồi đấy. Và hôm nay mới nhận được hôm qua xong. Hôm nay bọn chị làm luôn để cảm ơn tri ân tất cả các em đấy. Vừa tặng xong ấy. Ừ đấy. Nên là chị với bạn Sushi cùng nhau mở nhé. Các em cùng hưởng niềm vui của bọn chị nhé. Và đúng là không có các em bọn chị không được như ngày hôm nay bọn chị sẽ không được cái nút bạc này đâu. Wow, các em ơi nhìn đây. Các em ơi, đây là chiếc nút bạc đầu tiên của kênh Sushi Kids bọn chị đấy. Cho chị ôm đi. Sushi Kids. Đây này, YouTube. Bây giờ chị mở nhá, các em ơi. Các em cùng nhìn nhá. Xuống mở đi. Wow. Các em ơi, đây là giấy chứng nhận này các em này. Đây là giấy chứng nhận của bọn chị đấy. Giấy chứng nhận này mà bằng tiếng Anh. Họ nói rằng kênh Sushi Kids đã đạt 100.000 sub. 100.000 đăng ký và đã được lút bạc. Các em ơi từ từ nhé, bây giờ chị sẽ mở nhé. Bạn Su của chúng ta hồi hộp quá. Trời ơi, một tờ giấy để khẳng định rằng kênh của bọn chị đã có rồi đấy. Các em ơi, các em nhìn này. Lút bạc của chúng ta đã ra đời rồi. Đúng rồi, đây là lút bạc của bọn chị các em này. Đấy, Sushi Kids 100.000. Các em ơi, để mà từ từ xuôi, đừng bỏ cái đấy ra em. Cái đấy để nguyên em. Em ơi, các em thấy lút bạc có đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Lút bạc đẹp không? Ừ, nhưng mà trước tiên bọn chị xin cảm ơn tất cả các em. Nhờ có các em mà bọn chị mới có được lút bạc như hôm nay. Và bọn chị cũng mong rằng sẽ nhanh hơn nữa. Em sẽ yêu quý và ủng hộ bọn chị hơn nữa. Để bọn chị lại có cơ hội bóc thêm một nút nữa nhá. Tôi ôm lút bạc này. Đấy, các em nhìn thấy không? Bạn xu của chúng ta rất là hân hoan các em ạ. Nhận được một phát là chạy sang nhà chị ngay. Rồi chạy tức tốc sang nhà chị. Ôi trời ơi, chị cũng vui lắm. Thực sự rất là cảm vui và cảm ơn tất cả các em. Nhờ các em luôn luôn yêu quý và ủng hộ bọn chị. Và các em cũng sẽ luôn như thế với kênh của bọn chị nhé. Để bọn chị sẽ sớm có được cái nút vàng nữa. Bọn chị sẽ bóc ra cả lớp. Rồi cả lớp kim cương. Các em thấy không, bạn Du của chúng ta có một gì nhỉ? Rất là nhỏ đấy bạn, em muốn được còn cao hơn thế nữa đấy các em ạ. Chị rất là mong được như thế đúng không? Nhưng mà nếu mà muốn được như thế thì bọn chị sẽ phải đóng tốt hơn. Su của chúng ta sẽ phải đóng tốt hơn đúng không em? Đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ Su có lời gì muốn nói với các bạn không? Mình rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã tạo YouTube cho mình nha. Và đây chính là một kênh nút bạc của chúng ta đó. Đúng rồi các em ạ, một chiếc nút bạc. Nó ấm lắm. Đằng sau nó có bọc nỉ này. Nên là bạn Su của chúng ta thấy nó ấm rồi đúng rồi các em ạ. Ôm lúc này là ấm rồi. Các em nhìn thấy không? Đấy chưa? Lúc vàng càng ấm hơn. Ừ đúng rồi. Lúc kim cương ấm đấy, cực. Chị thích nhất là cái chữ Sushi Kids TV. Vậy là bọn chị đã có lút vàng rồi. Các em ơi, các em cùng chung vui với bọn chị nhé. Bọn chị cực kỳ là vui luôn. Này xui, bây giờ chúng mình sẽ cùng mang lút bạc đi đâu nhỉ? Về phòng quay mà chúng ta sẽ treo nhé. Đúng không? Em muốn treo trên cây treo trên cây của nhà hai chị em. À đúng rồi, chúng mình có phòng quay mà đúng không? Chúng mình sẽ treo ở đấy nhé.
cho mọi người ngày nào cũng được nhìn thấy nút bạc sinh nhật của chúng mình. Không biết. Ừ, nào, thôi chúng mình đi đây. Ra đi. À, khoan từ từ nha. Để chị sẽ cho cái này vào hộp đã. Khoan từ từ nhá, đi vào trong nhà với chị một chút. Mình cứ để ở đây xong rồi đi vào trong nhà một chút rồi qua phòng quay sau nhá. Từ từ, mà để nút vàng đây đã. Để đây nha. Đấy. Nào, đi ra đây với chị, đi ra đây vặt ít hoa đã xong rồi mang về phòng hoa. Vặt thêm ít nữa.